cái đường là ở đây nó vậy à? Nhà em ở khu gần này em biết mà. Nhà em hay biết điểm gì à? Đi không? Tầm này là 6 giờ chứ mấy? Đúng rồi, 6 giờ gần 20 rồi anh. 6 giờ 20. Vẫn còn tắc anh. Trời. Cái này tắc. Tắc là nó ở trên chỗ Hồ Sen đấy anh. Cái chỗ làng là ngã tư rồi này. Ngã tư này có người ta quật về phía Hồ Sen đấy. Đường này mà được mở rộng ra thì đỡ bao nhiêu? Nếu mà tắc là cũng mở đấy. Mở là thì khác. Bây giờ là người ta chưa mở thôi, nhưng mà nếu mà liều lượng chiều xe nhiều quá là người ta sẽ phải mở đấy. Mỗi bên này ăn một mét thôi. Mét là đẹp lắm rồi đấy. Sau này là ở cửa là chỉ để được cái xe máy thôi. Để đủ cái xe máy. Tại vì người thì ta... sợ nó lấy cả một nhà chở của. Tại vì đường này nó là đường một chiều, nhưng mà lại bây giờ lại ô tô nhiều, VinFast bán lại rẻ, anh hiểu không? VinFast giờ hơn 200 mua được rồi mà anh. Hơn 200 triệu mua được còn VinFast. Vâng, kia ủng hộ người Việt đấy, của ông Phạm Đức Lượng và Phạm Nhật Vượng ấy. À, gọi điện thoại trước đây, anh mà cũng mua, anh là người ta có thông tin của anh ấy, người ta cứ hay mời chào Paralin với là cái gì ấy, giá rẻ luôn ấy. Em hay em mua lại cái tin của người ta dùng không? Ừ. Suốt ngày bị VinFast nhắn tin bảo giá xe chào giá mình mới tiền đâu. Chạy xe ôm. Đấy là niềm mơ ước thôi. Đúng là bây giờ xe là rẻ, rẻ hơn ngày xưa. Bây giờ ô tô cũng có mấy chục triệu rồi. Mà đường Hải Phòng thì chưa mở được nhiều đúng không? Vâng. Đường Hồ Sen thì mở rộng đấy, to đẹp. Hồ Sen lên đoạn trên kia một tí thôi. Mình cứ tưởng tầm 6 rưỡi. Ôi, chỗ này tầm nào cũng tầm nào cũng bị như này anh ạ. Khác chỉ nửa tiếng nữa là hết. Ở đây chỉ nửa tiếng nữa là hết. Cứ 7 là kém 15 bắt đầu là mãn rồi. À. Tầm này thì nó bắt đầu hay bị như này đó. Nhưng mà nó vẫn để đi được. Không thể nào đến nỗi là nó cứng mãi được anh nhỉ. Tức là mình vẫn đi được, mình vẫn có thể đi, mức độ là nhìn trông nó đông thôi. Chứ còn không phải là nó dậm chân tại chỗ được. Dậm chân tại chỗ thì nó lại khác rồi. Và lúc đấy là tắc lặng rồi. Còn đây là mình vẫn lăn được bánh mà. Mình vẫn đi được mà nhìn nó chỉ cảm giác đông thôi. Cái đường này với cái đường bên sắt cụt đấy anh. Sớm muộn kiểu gì họ cũng lấy đường ấy. Tại vì là cứ tầm chiều tối này này em nói anh là cắt cụt cho còn đỡ, tại vì đông lắm. Đông lắm á? Vâng, đường cắt cụt mới sợ đấy. Đường cắt cụt đi vào mới sợ đấy. À. Đường cắt cụt nhìn thấy còn bé hơn đường này. Đường này nhìn thấy lại trông anh nhìn thấy vỉa hè cũng còn rộng rồi. Ờ, vỉa hè đường này thì rộng hơn rồi. Vỉa hè còn rộng hơn, bên cắt cụt là không có thế luôn này. Nhà em ở cắt dài em biết mà. À. Cắt dài nhá, mà ở đấy nhá mà gọi taxi không bao giờ gọi được luôn. Cứ tầm chiều tối là không bao giờ gọi được. Không dám vào đúng không? Không dám vào luôn. Xe rõ ràng đầy xe nhìn thấy. Không dám vào. Ông xe kia tháng sang bên. Nó khổ lắm, sống ở cái khu đấy muốn đi taxi khó lắm anh ạ. Muốn đi taxi cái chỗ đấy là thường là phải đặt nó ở ra ngoài đường cái cảnh ấy. Mình đi bộ ra cái cảnh thì nó đón được mình. Nếu còn nếu mà vào trong đường cắt dài là nó kinh rồi, nó sợ. Nó nhỏ quá, đường cắt dài nó cũng nhỏ. Mà đường đấy là nếu mà đi đón khách thì nó hơi bị bất lợi là nó là đường một chiều. Anh phải đón đi đón ngược từ ở dưới này lên, bắt đầu đi từ trên chỗ cầu đất này xuống rồi. Đúng chứ rồi. Chứ anh rồi. Không đi được ngược từ ở trên này về mà ra bằng xe thì toàn ngược ở trên này về. Đúng thế rồi. Họ rồi. Họ thấy cái cung đường đón ấy, nhiều khi nó bất tiện nên nó không hợp lý anh nhở. À. Thì là ông đón ông được có mấy chục nghìn thôi mà vào làm mấy triệu, 5 triệu ấy, vào đấy là lỡ ngớ cũng được 5 triệu ấy. Được 1 triệu không anh. Chưa cần biết là được bao nhiêu tiền nhưng mà vào nhưng ở đấy lúc nào cũng có mấy bạn. Đấy bác cũng thấy rồi, đợi sẵn đấy rồi, sáng kia chiều tối. Buổi chiều mà nhà khu ở Tô Hiệu nhá, còn bước xe đây là anh này. À. Em chở rất nhiều xe, khách đến đây.